một cái lốp SHI liền đời mà lốp xịn này, anh chị nhìn thấy chỉ ngang nó còn này. Đó. Và Made in Slovenia này anh chị, lấy là 1069. 1069 thì cái xe này nó đã có số sâm kim rồi nè anh chị. Thứ 43 năm 2010 nè anh chị. Đinh lốp D451 này. Made in Slovenia nè anh chị. Zin theo xe. Cặp kính zin theo xe còn nè. Một anh khách anh hỏi chiếc xe 109. 109 mà xe đã nguyên thùng, chưa 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 qua sử dụng, chưa đổ xăng anh chị. Thì cái giá nó nằm cả chừng phải là 600 mấy rồi anh chị, 600 mấy ha, gần 700 nè. Thì giá nó cũng rất là cao. Còn đi tìm SHI mà đi tìm xe lướt nó khó hơn đi tìm một chiếc ô tô mà xe lướt luôn anh chị. Hôm nay em sẽ lên cho anh chị một chiếc SHI gần tới 211 rồi, nhưng mà em gọi là xe lướt ha. Thì đầu tiên em sẽ báo cho anh chị biết đó là cái đồng hồ của nó sẽ đúng km luôn anh chị ha. 11.068 km đúng đồng hồ ha. Công tắc đèn là nguyên zin nguyên bản. Chìa khóa là còn hết đen anh chị. Chìa khóa nguyên zin nó còn đây nha. Rồi, như thường lệ thì sẽ quay lại, quay những cái lốp cho anh chị xem. Lốp liền đời này, chỉ ngang này. Đó. Đây là tuần thứ 45 của năm 2010 anh chị. Đó, một cái lốp liền đời rất là đẹp. Đinh lốp xịn anh chị ha. Một cái lốp SHI liền đời mà lốp xịn này anh chị nhìn thấy chỉ ngang nó còn này. Đó. Và Made in Slovenia này anh chị, là chuẩn xác của cái dòng S, của cái dòng đinh lốp D451 mà zin theo xe của dòng SHI anh chị ha. Thì đặc biệt cái lốp này nó là cái lốp theo xe và tán bánh trước chưa mở luôn anh chị. Tán bánh trước còn nguyên zin anh chị ha. Phuộc là nguyên zin nguyên bản hết. Rồi. Quay từng ở trong đây những con ốc phuộc như thế này cho anh chị xem để anh chị thấy được là cái phuộc của nó nguyên zin như thế nào ha. Rồi, một chiếc xe lướt anh chị, một chiếc xe lướt, một chiếc xe SHI mà gọi là xe lướt. Những cái xe này là chưa rửa xà phòng, chưa rửa xà bông, chưa có, đây là rửa nước lạnh để mà ra những cái chất xe như thế này. Anh chị thấy này, những con ốc tán nè, liền theo xe này anh chị. Đó, ốc đĩa là theo xe ha. Để mà thấy những xe mà theo xe anh chị, lát nữa em dở dàn thùng ra anh chị sẽ thấy những ốc này nó sẽ móc 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 như thế này ha. Nó không có được mà sáng loáng giống như là những con ốc mình xi lại đâu. Đó. Đây, còn những con ốc này là cái chất liệu của nó nữa. Lúc nào nhìn nó cũng bóng bẩy, nó đẹp như thế này. Đó. Và đặc biệt là con ốc zin nữa anh chị, nhìn bên ngoài nó óng ánh 7 màu ra, cực kỳ đẹp luôn anh chị. Đây, con ốc số 8 đây cũng vậy. Đó. Phuộc này là phuộc nguyên zin luôn anh chị ha. Đó. Xe này thì nước sơn Tiger, xanh xanh Tiger, nước sơn zin tới 98%. Mình có dặm một chút ở đây anh chị, mình có dặm một chút ở cái phần này ha. Đó. Cái phần mặt dựng này mình có dặm một chút ở đây. Rồi, đặc biệt là càng kiết cho anh chị nhìn nè. Đó. Ở trong thì cực kỳ mới luôn, em khỏi cần mở ha. Anh chị khỏi cần quan tâm tới cái đường nước giùm em luôn. Xe này nó khỏi cần đụng tới đường nước, khỏi quan tâm ha. Đèn đuốc là zin nguyên bản rất là đẹp. Rồi. Quay vô cái phần số máy anh chị xem nè. Nếu mà anh chị sành xe, anh chị nhìn vô chiếc xe anh chị thấy là 1069. 1069 thì cái xe này nó đã có số sâm kim rồi nè anh chị. Số sâm kim nhưng mà cái xe này nó vẫn là cái lốp 2010. Nó vẫn là đát, đát của nó là đát 2010 anh chị. Đó, 1069. Nếu như qua 107 á, thì nó có thể nó đăng ký qua 2011, hoặc là những xe 1069 này nó cũng có đăng ký 21 anh chị ha. Đó, và những cái lốc mà cái chất nhôm cả này, những cái phấn, những cái chấm của nó đây, nguyên zin nguyên bản của nó đây. Đó, thì anh chị thấy này, đó, những ốc này cũng vậy. Anh chị phân biệt được cái xe mà cái con ốc này nguyên zin nguyên bản anh chị thấy này. Đó, anh chị coi những cái xe như thế này. Anh chị coi những cái xe như thế này, anh chị nhìn từng cái chi tiết của nó thì anh chị sẽ phân biệt được những cái xe nào là ốc nguyên zin ha. Đây này. Đó, đây là những cái xe kiểu mẫu để anh chị nhìn vô anh chị so sánh. Và nói thiệt ra trên thị trường á, nó rất là nhiều xe. Xe đẹp thì mình không nói, xe này là không phải là gọi là xe đẹp nữa, xe này là xe lướt rồi anh chị, xe xuất sắc rồi anh chị. Anh chị rẻ hơn được mớ so với anh chị mua xe mới này. Đây, phuộc của nó là nguyên zin đây. Một chiếc xe mới bây giờ 1,6 anh chị mua khoảng chừng 500, 500 600 tùy xe, tùy chỗ bán. Đó. Bây giờ anh chị thấy cái xe này nó chưa tới 200, một con xe đã rất là đẹp rồi, xe ly nước như thế này. Đó, đắt vỏ rồi, tuần thứ 43 năm 2010 này anh chị. Đinh lốp D451, Made in Slovenia này anh chị. À, đúng chất là xe vỏ theo xe anh chị ha. Đây, anh chị thấy từng cái phuộc của nó này. Phuộc của nó này anh chị, rất là đẹp ha. Rồi, để mà thấy cái
cái xe mà đúng chất xe đúng 11 ngàn, anh chị nhìn bên ngoài, nhìn bên ngoài thực tế anh chị thấy cái mô bên sườn này nó càng trắng càng đẹp hơn, hơn là em quay trong clip rất nhiều á. Anh chị thấy này, từng con ốc của nó này đó, và cái chất mô bin này rất là đẹp anh chị đó. Rồi ốc gấp nè anh chị, ốc gấp ốc đồ là còn nguyên bản hết, mâm lửa là cũng còn nguyên zin luôn anh chị đó. Cổ hơi nè anh chị, cái mâm lửa đặc biệt là chưa mở luôn anh chị ha, mâm lửa chưa mở luôn. Gấp ghét rồi, gánh máy là không nói rồi, và đặc biệt là mâm lửa còn nguyên zin chưa mở của bô nè anh chị. Nhưng anh chị sẽ hỏi là sao mà mấy xe này mà để như thế này? Không phải nha, những chất xe zin là em không có sơn lại chân trống, mà không sơn lại của bô nè, nên anh chị thấy những cái nẹp nhỏ này nó cũng còn nguyên zin luôn. Ngay cả những cái nẹp nhỏ này nha, những cái nẹp nhỏ em chưa nói tới cái nẹp cái bách lớn nè, nói cái nẹp nhỏ là nó còn nguyên zin luôn. Còn của bô này anh chị nè, anh chị sành xe anh chị nhìn vô chất xe là anh chị biết rồi. Những cái xe này là em chỉ quay chi tiết cho anh chị xem thôi, em mô tả chi tiết, em quay chi tiết cho anh chị xem thôi. Còn những anh em mà những anh quá sành xe là nhìn vô xe này là thấy là biết rồi, là hiểu rồi ha, em không cần nói nhiều ha. Đây những cái bát này anh chị, rồi em sẽ vô dàn thùng cho anh chị xem. Rồi trước khi dỡ dàn thùng anh chị thấy trong này là nó sẽ có một cặp kiến zin theo xe, cặp kiến zin theo xe còn nè anh chị, những cái tem thùng này nó còn hết nè. Rồi vào dàn thùng anh chị xem này. Đây những cái nắp xăng anh chị, đây nắp bình xăng ha. Rất là đẹp như thế này, còn rất là đẹp, rất là xuất sắc như thế này anh chị. Cái xe này thì mình không cần nói nhiều, mình cũng không có cần ca ngợi nhiều, anh chị tới xem xe rồi anh chị thấy cái chất xe là anh chị biết thôi. Đây những cái bát anh chị, cái bát này thì mình chấp nhận là nó đã không đẹp bằng những xe kia, có khi có khả năng là những cái bát này nè bị chuột nó vô nó nằm trong này á thì nó bị ten như thế này nè, nhưng mà nó là cái bát zin anh chị ha. Đây anh chị thấy từng con ốc nè, nó zin nguyên bản là nó sẽ như thế này anh chị. Những ốc này là đặc biệt là không có rửa, không có rửa xà phòng, không có rửa xà bông, mà chỉ là rửa nước thôi, không có chọt, không có đồ hết anh chị. Đây nè, anh chị thấy cái ốc bét phun nè, như cái con ốc này á, mà chọt rửa ra là em nói anh chị là nó mới tinh. Đây nữa nè, những con ốc này nè, nó mới tinh, tăng cam, tăng đồ rồi đây. Nếu mà mình chọt, mình rửa là em nói anh chị mới tinh, nhưng mà những cái xe, những cái chất zin như thế này, anh chị nhìn vô á, nếu anh chị không quen mắt anh chị sẽ thấy nó móc móc, nó dơ dơ, giống như cái dây gà này anh chị thấy không đó. Thì em để nó còn những cái chất như thế này, nó dơ dơ như thế này, nhưng mà nó còn hoài còn hoài, và nó đúng là chất zin anh chị. Đây này anh chị thấy cái dây gà này nó chưa đụng chạm cái dây gà nha, đi xe là cực kỳ đẹp, xe là đụng chưa đụng chạm, chưa mổ xẻ gì luôn anh chị ha, 922 đúng đời ha đó. Sạc này đó. Sạc thì mình không có bàn tới, có khi mình có thể mình chấp nhận là nó đã thay thì cũng được, không sao hết. Sạc thì em vẫn bảo hành cho anh chị 6 tháng, sau 6 tháng anh chị đi hư có gì liên hệ em. Rồi. Anh chị thấy nè, nó quay mà nó ửng lên nó hồng hồng như thế này trên cái nắp chao. Cái ốc nắp chao này anh chị. Đó. Nó cực kỳ đẹp như thế này ha. Đó. Một cái xe đi mười mấy ngàn thì chao tất nhiên là chưa mở rồi. Đây anh chị nhìn vào những cái đường nước đây. Đó. Ngay cả cái bát bình đây nó cũng còn rất là đẹp. Rồi một cái chất xe như thế này, 106, 169 nhập ý 150 anh chị. Một cái xe này em đang bán với cái giá là 190 triệu cho một em siêu lướt như thế này, em SH ý cực chất siêu lướt như thế này, 190 triệu anh chị. Rồi anh chị nào có chơi siêu tầm thì anh chị hiểu cái giá trị của nó rồi. Thì có khi cái xe mới của nó thì nó mắc hơn rất là nhiều, mà bây giờ trên cái xe này nó chỉ có 190 triệu thôi. Anh chị có nhu cầu liên hệ em ha, qua số điện thoại 0979 570 189 anh chị. Rồi anh xin chào và hẹn lại mọi người ha. Mọi người có thắc mắc gì xe này thì cứ liên hệ gọi điện em sẽ tư vấn, em sẽ giải đáp ha. Xem xe trực tiếp đi rồi anh chị sẽ thấy được cái chất xe nó như thế nào ha. Mình xe những cái xe này là mình quay nó cũng nhiều một chút để mà nói cho anh chị cho nó rõ ràng, nó từng cái chi tiết nữa, video nó sẽ hơi dài. Dạ rồi, em xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Quý anh chị mình có nhu cầu tham khảo thêm xe đắc ý, tham khảo tại website xe shnhap.com. Quý anh chị cứ vô Google và gõ xe shnhap.com viết liền không dấu nha quý anh chị, sẽ ra trang web xe ở đây, và quý anh chị sẽ tham khảo tất cả các dòng xe. Thì SH ý, SH Việt Kiều toàn bộ đều có đủ quý anh chị nhé. Thì ngoài ra thì trong này em có để một là thu mua xe cũ. Đó. Thì có những chị mình có nhu cầu thu mua xe cũ cái alo em nha. Tất cả mọi loại xe, xe SH, xe 50, xe
Taycan, xe số, xe tất cả các loại xe em đều thu mua của chị nhé. Xe máy điện, xe đạp điện cũ đã qua sử dụng em cũng thu mua hết anh chị nha. Anh chị nào nhà mà có xe đạp điện này, xe máy điện này, nhà họ dư xài không có sử dụng nữa thì alo em đến tận nhà thu mua luôn anh chị nha. Của chú chị ở các vùng lân cận Giang, Bình Dương em cũng thu mua xe hết. Của chú chị có nhu cầu alo em số điện thoại 0979 570189 của chú chị nha.